từng được xem như một kỳ quan, trở thành niềm tự hào của người dân địa phương, nhưng rồi chỉ sau một biến cố, nó đã trở thành cây cầu vô dụng nhất thế giới. Năm 1998, cây cầu dài 484 m có tên New Choluteca ở Honduras, một quốc gia ở Trung Mỹ, đã được khánh thành và đi vào hoạt động. Nó được xem như công trình hiện đại bậc nhất về cả thiết kế lẫn kỹ thuật ở thời điểm đó do các kỹ sư Nhật Bản xây dựng, nhằm chống chọi với thiên tai và thời tiết khắc nghiệt thường xuyên xảy ra ở khu vực này. Bất ngờ thay, vài tháng sau khi cây cầu hoạt động, cơn bão tên Mitch đã đổ bộ và tàn phá nặng nề qua nơi đây. Lượng mưa đổ xuống tăng đột biến và kéo dài hơn 4 ngày, nước sông dâng cao gây ngập lụt cuốn trôi hầu hết mọi thứ trên đường đi của chúng, khiến 11.000 người thiệt mạng. Sau cơn bão, cây cầu New Choluteca vẫn hiên ngang, đứng vững ở đó. Nhưng điều mà chẳng ai ngờ tới được là, cơn bão ấy đã làm thay đổi hoàn toàn dòng chảy của con sông từ dưới chân cầu lệch hẳn sang bên cạnh, khiến cây cầu bị cô lập chẳng đi tới đâu cả.